Thanh Tùng kính gửi lời chào tân ngụ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Quý vị xem là ngay dịp rằm tháng chạp rồi, quý vị ơi, tức là Tết tới nơi rồi. Xin được giới thiệu khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bên tay trái của Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải của Thanh Tùng, con gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Ủa, có hẹn không vậy? Mà hai bên cùng đen. Đen tuyền, đen sang trọng, đen mỹ miều làm sao? Chỉ có em, có gì? Chỉ có em là cái đứa mà anh mới thiệt. Em rất là ghét những ai mà đồ kim tuyến lóng lánh. Cuộc đời em á, em sống nội tâm. Em là đứa hướng nội, có gì? Nội tâm, em không có ưa những cái xe xua bên ngoài, em có ưa mấy người kim tuyến. Ok, quý vị, chương trình ngày hôm nay có rất nhiều tiết mục hấp dẫn nha quý vị. Dĩ nhiên, có các món cho quý vị xem khi vào bếp. Rồi có cái phần coi tử vi xem tuổi nào hơn khi bước sang năm mới. Đặc biệt dẫn ra lại câu hỏi, ủa tại sao giờ này tôi chưa có tiền, tôi chưa có tiền tôi phải làm gì, tiền mà của tiểu bang cho đó. Rồi tụi em sẽ có câu trả lời dành cho quý vị. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolley Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Andy Garden chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã và đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng, có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Rồi, thưa quý vị, trước khi mà nói chuyện tiền, bạc, nói chuyện phong thủy, ai hơn, ai xui, vẫn là chuyện có thật mới vực được đạo vào bếp trước cái chị Ngân Hà. Ngày hôm nay thì Ngân Hà cũng muốn chia sẻ với quý vị một món ăn mà không thể thiếu trong những ngày Tết. Mà nó là ăn kèm với bánh chưng rất ngon, đó là món dừa món. Dừa món. Món này thì dường như là ai cũng biết làm, nhưng không phải ai làm cũng ngon. Bây giờ mới cần cái bí quyết nè. Thì Ngân Hà muốn chia sẻ với mọi người vậy đó. Tại vì dưa món thì mình làm với rất là nhiều thành phần nha. Mình có thể làm với củ cải nè, rồi cà rốt nè, rồi đu đủ sống nè, su hào nè, rồi tỏi, ớt. Rồi nghĩa là mỗi thứ mình cắt nó một chút vậy rồi mình phơi khô. Thì truyền thống của mình là thường là rửa nước muối xong rồi phơi khô cho nó quéo, thiệt là quéo, rồi xong vô rửa lại, tại vì sợ bụi bặm mà, rửa lại để ráo rồi bắt đầu làm. Nhưng cũng có rất rất nhiều người ở đây người ta không muốn phơi, thì cũng có thể làm cái cách này. Thì Ngân Hà thấy ở trên mạng làm cách này, nhưng Hà vẫn làm theo cái cách của truyền thống là của mẹ mình chỉ lại đó. Thì cái ngon hay không là cái nước mắm
chứ không phải là cái mà mình cắt ra rồi mình và phơi rồi này nọ, không phải. Mà cái nước mắm mình nấu như thế nào để mình đổ vô cái dưa đó, cái mấy cái củ cải củ kiệu đồ đó mà nó làm cho ngon. Thì bây giờ Hà muốn chia sẻ thì cái cách này là mẹ Hà đã nấu từ rất là nhiều năm, từ hồi mà mình còn nhỏ mình đã từng ăn với bánh chưng rồi, mà để cả năm trời cũng không hư. Cho nên đó, Hà muốn chia sẻ cái bí quyết này cho mọi người, thì không biết là nó có thích hợp với mọi người không, thì cũng có thể là tham khảo ở trên YouTube đồ này nọ. Nhưng đây là cách mà mẹ Hà đã nấu từ mấy chục năm trước luôn. Đây là bí quyết gia truyền đó. Đó đúng đó. Rồi. Mẹ cho truyền nên... cho con đó. Thì cái công thức nó như vậy nè, cứ một chén rưỡi đường thì là một chén nước mắm và nửa chén nước. Đó, thì nếu mà mình làm nhiều thì mình nấu nhiều cái nước mắm nó lên thôi, chứ nó không có gì khác hết. Dù mình làm nhiều thì mình nấu hai chén, mình cứ đông chén nào đường thì mình đông cái chén đó nước mắm, hoặc mình đông cái muỗng bự đường thì mình đông bấy nhiêu cái muỗng bự nước mắm đó. Thì cứ là nhớ là một chén rưỡi đường thì là một chén nước mắm và nửa chén nước. Thì khi mà mình trộn, mình hòa với nhau rồi, hòa tan với nhau, mình bắt lên nồi, mình nấu mà nhớ là mở lửa vừa phải thôi. Đừng có mở lửa mà nó sôi bùng lên, tại nó rất là dễ trào. Tại nước mắm đường mà khi mà nó trào ra là mình lao rất là khó. Cho nên mình... bị cháy. Nó bị cháy, tại vì nó đường nhiều mà. Cho nên mở lửa vừa phải thôi, rồi mình quậy. Khi mà nó vừa sôi lên á, mình vớt bọt. Vớt bọt để làm chi? Để nó không có bị hư khi mà mình bỏ vô trong cái củ cải. Khi mình vớt bọt rồi, mình nấu thêm 5-10 phút để làm chi? Để cái nước đường đó nó hơi cô đặng chút. Nó phải hơi quện, nghĩa là nó cô đặng chút thì nó mới ngon. Chứ đừng bao giờ mà vừa thấy sâu xong cái mình vớt bọt rồi mình tắt. Nước đường đó nó sẽ là lỏng le, cái nước mắm đó nó lỏng, nó sẽ không ngon, mà nó cũng không thấm đậm đà vô cái củ cải. Cho nên mình nhớ là nghĩa là mình mở lửa vừa mà mình để cỡ 10 phút cho đến 15 phút. Thì lúc đó là cái nước mắm đó nó bắt đầu nó gọi là nó quẹo, nó khô lại. Mình để nguội thiệt nguội rồi mình chế vô. Bảo đảm với mọi người rất rất ngon. Tại vì có thể là khẩu vị của mỗi gia đình khác nhau. Nhưng mà khi mà nhà chị Tết đến mà mời người này người kia tới ăn, lúc nào người ta ăn người ta cũng thích cái món nhiều món của má chị lại. Này này chị nói nè, nếu mà không có phơi thì sao? Thì không có phơi, sao? Nó có một cái cách nữa. Không có phơi thì cái này là cũng chị rồi. Chứ ở Sacramento chị chia sẻ nó. Nếu không phơi thì mình á, thí dụ như cỡ 4 kg củ cải đi. Củ cải với lại mấy cái thứ trộn mà mình thấy 4 kg. Thì mình cho là 2 chén đường. Mình bỏ vô đó, mình trộn lên. Xong rồi mình ép nó xuống. Mình để 24 cho đến 48 tiếng cũng được nữa. Để làm chi? Để cho cái nước đường đó nó thấm vô ở trong cái củ cải, củ kiệu gì đó. Tất cả những cái thứ mà mình làm á. Rồi cái nó bắt đầu nó chảy nước ra. Nó chảy nước ra thì 24 tiếng đồng hồ sau thì chị nói chị mở lên. Thì cái nước đường nó rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng thấm vô một mớ vô trong cái củ cải rồi. Thì chị nói là mình đổ ra rồi mình cho thứ gì 2 chén đường thì 1 chén nước mắm. Còn mình cho 4 chén đường thì là 2 chén nước mắm. Mình bỏ vô đó rồi mình nấu cho nó còn lại phân nửa nước thôi. Tại vì cái nước đường này sau khi mình để 24 tiếng đồng hồ nó ra rất nhiều nước. Nó ra nước từ trong củ cải, đừng có đổ nước đường nữa nha. Cái nước đường đó mình cho thêm 1 chén nước mắm rồi mình nấu cho nó khô lại cỡ mà bằng 2/3 hoặc là nửa cũng được nữa. Rồi mình đổ trở ngược vô cái củ cải đó. Đó là cách mà mình khỏi cần phải phơi nắng. Yeah. Đúng rồi. Thay vì người ta phơi nắng thì bây giờ mình đem mình ngâm rồi mình ủ chung với nước mắm, với nước đường. Mình ngâm là chỉ có đường thôi. Cái đường thôi. Đường thôi mà không có bỏ nước gì hết trơn nha. Chỉ có đường mà thôi. Đường thôi. Mà 24 tiếng. 24 tiếng mình trộn lên 24 tiếng nha. Rồi mình nhớ là mình phải chèn nó xuống, mình phải để giống như là mình có cái độ nặng á, mình chèn nó xuống chi để nó ra nước, nó ra rất là nhiều nước. 24 tiếng sau là nước nó ra hả? Nghĩa là cả nồi luôn á. Rồi cái mình đổ lại vô trong nồi, mình cho cứ 2 đường mà mình cho ngay từ đầu á, thì 1 chén nước mắm mình bỏ vô và mình nấu cho nó cô đặc lại cỡ 2/3 hoặc là mình được. Cho mình để khoảng bao nhiêu ngày thì bắt đầu ăn được? Thường là nhà chị phải để 2 tuần mới bắt đầu nó ngon. Còn có nhiều, nhưng mà chị cũng nói á,
nếu mà quý vị á hả mà muốn mà giống như mình ăn cái năng trời á, thì sau khi 2-3 tuần á mình đổ cái nước mắm đó ra, mình nấu lại một lần nữa rồi mình để nguội, mình đổ vô lại 1 năm sau luôn, không cần bỏ tủ lạnh gì, để ngoài ăn 1 năm vẫn ngon như thường. Vậy quý vị để chắc chắn có dưa mót. Dưa mót để ăn trong 3 ngày Tết thì ngay bây giờ quý vị phải dậy. Phải làm ngay bây giờ, tới bây giờ là rằm rồi. Đúng. Nay là rằm rồi, hơi trễ rồi đó. Đa số là bánh chưng bánh tét mình đã có từ 25, 26, 27 Tết rồi, đã có rồi. Rồi quý vị vào bếp liền nha, làm liền nha. Chúc quý vị thành công. Trong vài phút nữa sau quảng cáo là tới cái phần tip vào bếp với Thanh Thảo và hàng loạt những thông tin hấp dẫn. Quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Một lần nữa chương trình đến với quý vị ngay dịp rằm tháng chạp âm lịch. Quý vị chỉ còn có 2 tuần nữa, đúng không? Nửa tháng nữa thôi là mình giả từ năm cũ, giả từ con cọp để bước sang năm con mèo nào, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay, trước khi đi vào những thông tin quan trọng liên quan tới tiền thì hồi nãy chị Ngân Hà vừa chia sẻ bí quyết để vào bếp làm sao mình làm cái món dưa mó ngon, để lâu được mà dễ dàng, đơn giản nữa, thì quý vị vào bếp liền. Còn bây giờ Thanh Thảo có món gì cho Tết không? Dạ có. Ngày hôm nay á, em muốn chia sẻ với quý vị khán giả một cái món mà ngày Tết nào mình cũng cần nó để mình giải ngán. Đó là món dưa giá. Thanh Thảo thì vẫn nhớ những ngày Tết quê nhà đó, thì sau khi mà cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3, cúng sáng, cúng trưa, cúng chiều, cúng ông bà xong á, thì mang thịt kho xuống, thì bà anh Thảo lúc nào cũng có làm dưa giá để mà mình cuốn vô bánh tráng rau mình ăn. Thì thường thì anh Thảo thấy bà anh Thảo phải làm từ 30 Tết là đã làm một cái chọ dưa giá rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay anh Thảo muốn chia sẻ với quý khán giả một cái cách làm dưa giá mà chúng ta có thể ăn trong ngày. Chỉ 3 tiếng hoặc 4 tiếng là quý vị có thể ăn rồi. Và nó có thể giúp cho những người mà không có thích cái cách làm truyền thống là lên men. Có một số người không thích ăn cái vị lên men, có thể là hại tới bao tử, hoặc là có những người yếu đường ruột thì không thích cái truyền thống lên men. Thì cách của Thanh Thảo ngày hôm nay là cách không có lên men. Cho nên quý vị gần 3 tiếng hoặc là 4 tiếng là mình đã có thể ăn, bảo đảm sức khỏe mà lại ngon, lại giòn nữa. Thì cái cách như thế này thưa quý vị, mình sẽ nấu cái dung dịch mà mình muốn trộn dưa giá bằng cái tỷ lệ mà Thanh Thảo chia sẻ sau đây. Đó là quý vị dùng 100ml nước cộng với 100g đường, đường trắng hay đường vàng gì cũng được, cộng với 50ml giấm, nếu quý vị dùng giấm của Costco là giấm hóa học. Còn nếu mà quý vị dùng giấm ở nhà mình làm mà giấm có nuôi con giấm á, hoặc là giấm gạo á, thì mình dùng 100ml giấm, tại vì giấm hóa học nó chua hơn rất là nhiều. Và cho vào nửa muỗng canh muối, đó là cái dung dịch hỗn hợp đó, quý vị nấu lên cho nó sôi rồi mình để nguội. Và những cái quý vị muốn làm trong dưa giá, ví dụ như giá nè, hẹ nè, rồi cà rốt nếu quý vị thích, hoặc là cái vỏ dưa leo nữa nếu quý vị thích, thì những hỗn hợp đó quý vị rửa sạch để ráo, rồi mình để vô một cái tô, rồi mình chế cái nước mình mới nấu lên, mình đậy để lại, thì khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng sau quý vị đã có một cái tô dưa giá để ăn giải ngán với thịt kho. 4 tiếng thôi. Khoảng 4 tiếng thôi. 4 tiếng thôi mà ăn được, mà nó chua chưa? Nhưng mà nó mới sổi đó. Nhưng mà lúc đó nó đã chua chưa? Bắt đầu chua tại vì thì... nó chua nhờ cái vị giấm. Nó có chua nhờ vị giấm, nó ngọt vừa đường và nó quyện mặn mặn như vậy, nó không quá chua như khi lên men. Đủ chua thôi. Sủi. Thứ nhất là mình có thể là mình làm cấp tốc, thứ hai nữa là mình tránh được những quý vị không thích cái cách truyền thống lên men. Như Thanh Thảo, thực sự Thanh Thảo không thích lắm cách truyền thống lên men. Ok, vậy là hôm nay là mình đã có công thức rồi ha. Dưa mó với lại dưa giá, hai món dưa. Nhưng mà cái dưa món mình đâu chỉ để ăn với lại bánh chưng. Em thấy dưa món là ăn chung với bún than đó. Bún than của người Bắc đó là bỏ dưa món vào, rất ngon luôn quý vị. Rất ngon luôn. Thì mẹ nuôi có Thanh Tùng là người Bắc, là mỗi lần bà nấu bún than đó là có thêm dưa món. Tuyệt chiêu. Còn khỏi nói, bánh chưng mà thiếu dưa món ăn hồi nó ngán. Đúng. Có dưa món đậm đà ha. Đậm đà ngon ghê quý vị. Rồi, quý vị có thể thực hành liền ngay bây giờ với những món mà Thanh Thảo với chị Ngân Hà chia sẻ. Tuần tới khi trở lại thì sẽ có thêm món nữa, đúng không? Đúng. Có những món cho ngày Tết dành cho quý vị, nhớ đón xem.
hot tips với Thanh Tùng hàng tuần, nhất là vào những dịp Tết như thế này. Còn bây giờ, trở lại với câu chuyện mà tụi em đã thưa rất nhiều lần, nhưng quý vị vẫn hỏi rất nhiều lần luôn. Thậm chí trong tuần này lên gõ cửa đài nữa hả Tân Thảo? Dạ đúng rồi, thưa quý vị, các bác tội nghiệp lắm, tới đài luôn quý vị, rồi bấm chuông. Đôi khi anh Thảo không khó ở đài nữa, nhưng mà coi theo cái camera. Camera thì thấy các bác tới thì Thanh Thảo biết là chỉ có một vấn đề thôi. Hoặc là Thanh Thảo bước ra mà gặp, lỡ mà gặp cô chú nào ở trước á, là hỏi ngay là cho chú gặp mà Thanh Tùng để chú hỏi vụ tiền của chú, hay cho cô gặp Thanh Tùng hỏi vụ tiền của cô. Thậm chí là Thanh Thảo nhận được rất là nhiều cú phone nữa, hỏi là cứ tiền của cô đâu, tiền của chú đâu. Thật sự mà nói, Thanh Thảo trả lời tới mức độ khi mà hỏi nhiều tới như vậy, Thanh Thảo không biết đường đâu trả lời. Tại vì mình cảm thấy rằng là có vẻ câu trả lời của mình không chính xác hay sao đó, mà các cô chú vẫn còn hoang mang. Như vậy, tại vì Thanh Tùng nghĩ vậy nè quý vị, Thanh Tùng tưởng rằng là sau bao nhiêu đợt tiền gửi ra rồi, mà tức là đa số nhận được tiền hết rồi, sợ đem cái câu chuyện này ra nói nữa cái thành ra nó cũ. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ khi mình bước sang năm mới 2023 rồi mà chuyện cũ nó vẫn còn, tức là vẫn còn nhiều quý vị vẫn chưa nhận được tiền. Rất nhiều quý vị đến nhà này chưa nhận được tiền. Thì lý do gì sao? Đúng không? Lý do đầu tiên hết là quý vị phải xem lại coi mình có đủ điều kiện để nhận tiền hay không. Vẫn là cái câu mà sở thuế tiểu bang Cali nhờ quý vị tự kiểm tra cho chính quý vị có đủ điều kiện hay không cái đã. Đủ điều kiện rồi, quý vị mới bắt đầu xem là quý vị nằm trong cái nhóm nhận tiền của khoảng thời gian nào. Quý vị nhớ không? Chị Nghe Hải Thanh Thảo chắc quý vị còn nhớ. Nếu có xem Hot News với Thanh Tùng, nếu có xem Hot Tips với Thanh Tùng, nếu có nghe Radio với Thanh Sơn, Thanh Tùng là đều đã được giải thích hết rồi. Cái thời điểm nào ai nhận được tiền, thời điểm nào ai nhận được tiền, tụi em đã trình bày rất là nhiều. Tức là quý vị phải biết hai điều. Một, đủ điều kiện hay không. Hai, là tới thời điểm này ai là người nhận được tiền. Cho nên hiểu được hai chuyện đó rồi thì quý vị sẽ bớt cái thắc mắc là tại sao tới chuyện này tôi chưa có tiền, được không? Bây giờ cập nhật mới nhất cho quý vị giờ trước mặt Thanh Tùng là trang web của Sở Thuế Tiểu bang Cali. Cho nên Thanh Tùng kêu gọi tất cả quý vị, những quý vị nào đang quan tâm về tiền hỗ trợ đổ xăng của Tiểu bang Cali, tại sao tôi chưa có hay bây giờ nó đi tới đâu, thì nơi mà trả lời cho quý vị đầy đủ nhất, chính xác nhất luôn, tỉ mỉ nhất luôn vẫn là trang web của Sở Thuế Tiểu bang Cali quý vị. Người ta có hẳn một trang web, quý vị chỉ cần truy cập vào trang web đó, trang web sẽ cho quý vị biết đầy đủ thông tin hiện bây giờ tiền đang gửi ra là bao nhiêu người đã nhận được tiền rồi, ai chưa nhận được tiền, có sẵn ở trên trang web này luôn nha quý vị. Cũng trên trang web của Sở Thuế Tiểu bang Cali, nhắc lại, trang web Sở Thuế Tiểu bang Cali chứ không phải là trang web của Sở Thuế Liên bang. Trang web Sở Thuế Liên bang là IRS, lần này không có dính gì hết. Mình đang nói chuyện của Tiểu bang Cali. Quý vị lên trang web của Sở Thuế Tiểu bang Cali có đầy đủ. Trên trang này có sẵn cho quý vị một cái phần để quý vị truy cập vào. Trên đó đó, họ dùng chữ là Estimate Your Payment Amount. Tức là ước lượng tiền quý vị nhận được là bao nhiêu, quý vị có đủ điều kiện hay không, tiền nhận được là bao nhiêu. Có luôn cái phần đó nữa. Quý vị chỉ cần lên trên đó. Đây là cái phần quan trọng nè. Quý vị trả lời một số câu hỏi đơn giản ở trên web, ở trên trang mạng. Sau khi trả lời xong thì Sở Thuế sẽ trả lời cho quý vị liền lập tức. Quý vị ông bà có đủ điều kiện nhận tiền hay không? Là khỏe rồi. Nếu đủ thì người ta sẽ cho quý vị biết luôn tiền quý vị nhận được sẽ là bao nhiêu. Cũng trên trang web này luôn. Nha. Tại vì á, khi mà Thanh Tùng với lại đài Nét Việt TV hay bên Thanh Tùng Thanh Sơn cung cấp quý vị số điện thoại của Sở Thuế Tiểu bang Cali số 1800 á, có nhiều quý vị than phiền là sao tôi cũng gọi mà nó không có đi tới đâu. Lý do là tại sao? Là tại như vậy, cái số điện thoại đó đó, khi mà quý vị 1800 gọi cho Sở Thuế Tiểu bang Cali á, thường là sẽ không có nhân viên đủ để họ bắt máy. Họ sẽ có cái trả lời bằng software họ cài đặt sẵn, tức là máy trả lời cho quý vị. Trong máy họ sẽ nhắc quý vị là xin ông bà cho chúng tôi xin số an sinh xã hội kèm theo cái zip code bưu điện của ông bà. Quý vị chỉ cần cung cấp số an sinh xã hội và cái zip code của quý vị thì máy, tức là Sở Thuế, sẽ tự động trả lời quý vị rằng là thưa ông bà có đủ điều kiện hay không, chúng tôi có tìm được
tài khoản của ông bà ở đây hay không, cho tôi có tìm được tiền ông bà ở đây hay không. Nếu không, họ cũng báo thẳng với mình là chúng tôi không tìm được tên của quý vị trong hồ sơ. Xin quý vị vui lòng gọi lại sau. Gọi lại sau, chúng tôi là gọi lại sau, tức là khoảng cuối tháng Giêng ông bà gọi lại cho chúng tôi. Tức là trong máy họ có trả lời hết. Nhưng Thanh Tùng không hiểu tại sao đã có số điện thoại rồi mà nhiều quý vị vẫn nhắn tin với Thanh Tùng rằng là Thanh Tùng ơi, số điện thoại này tôi xài không được. Đâu có gì đâu mà không được quý vị. Người ta hỏi cái gì, quý vị trả lời cái đó, là máy trả lời liền với quý vị đủ điều kiện hay không, tiền quý vị ở đâu, bao giờ tiền gửi về. Trong máy cái số điện thoại chúng tôi đã cung cấp cho quý vị. Còn bây giờ, vì lý do nào đó quý vị không quen nói tiếng Anh, quý vị không quen dùng điện thoại, hãy vào trang web là tiện nhất. Hãy vào trang web này. Trang web này là của sở thuế một lần nữa, cho quý vị biết quý vị đủ điều kiện hay không, nếu đủ điều kiện quý vị nhận được bao nhiêu tiền, kèm theo thông tin liên quan tới tiền được gửi ra ở giai đoạn nào. Tính cho tới ngày 31 tháng 12 2022, hầu hết tất cả mọi người đều đã nhận được tiền rồi. Nếu đủ điều kiện, tất cả đều nhận được tiền rồi. Bây giờ là những người nào đang chờ nhận tiền, chưa nhận và đang chờ nhận tiền là thời điểm này nè, là ai quý vị? Hai nhóm đối tượng sau đây. Thứ nhất là những quý vị trước đây đã nhận chương trình Direct Deposit với sở thuế tiểu bang Cali, nhưng sau đó quý vị đổi địa chỉ ngân hàng, đổi tài khoản ngân hàng, thì bây giờ quý vị sẽ là những người cuối cùng nhận được tiền. Giờ quý vị sẽ nhận nổi trong vòng tháng Giêng năm nay 2023. Đó, đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ nhì là những người nào trước đây nhận tiền qua dạng thẻ debit card và bây giờ quý vị đổi địa chỉ nhà. Vì quý vị đổi địa chỉ nhà cho nên bây giờ sở thuế sẽ phải cập nhật lại địa chỉ mới, cho nên quý vị sẽ là những người nhận cuối cùng. Hai nhóm đối tượng đó mới là những người chưa nhận được tiền và bây giờ đang chờ nhận được tiền thời điểm này. Ok, rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em trở lại tiếp tục thông tin về vụ tiền và một số thông tin nữa. Mời quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Tiếp tục giải thích với quý vị lý do tại sao quý vị chưa có tiền và nếu chưa có tiền, quý vị nên làm gì để có tiền. Ngoài ra một số các thông tin quan trọng trong phần 2 của chương trình, kể cả tuổi nào làm ăn phát đạt khi bước vào năm 2023 và kể cả năm tới là năm Quý Mão sắp tới rồi. Tuy nhiên trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Tái chế đúng cách tại San Jose thật dễ dàng. Chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản này. 1. Hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. 2. Hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vét sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế. Hãy nhớ rằng San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại sanjoserecycles.org. Các điều nên làm khi mang khẩu trang: nên chọn loại khẩu trang hoàn toàn che kín mũi và miệng, không có kẽ hở, có dây kẽm kẹp trên sống mũi để ngăn không khí thoát ra phía trên khẩu trang. Rồi, thưa quý vị, còn bây giờ trở lại với vụ tiền. Đại đa số đều có tiền, chị Ngân Hà có rồi. Thanh Thảo có rồi, và Thanh Tùng cũng có rồi. Và em mới vừa nhận được tiền, em mới nhận tiền. Mà em cũng báo cáo quý vị luôn, hết tiền luôn rồi. Em mới nhận hết tiền rồi. Cho nên đừng gọi điện thoại rủ em đi nhậu, đi ăn gì hết. Em hết tiền rồi, em hết tiền rồi. Ok, mẫu lưới à. Ngộ mẫu lưới à. Ok quý vị. Rồi quý vị thấy không? Có tiền để làm gì? Có tiền sớm, hết sớm. Quý vị nhận trễ, tiền vẫn còn đó, không có lo. Tiền Tết. Trời ơi, em mới hiểu chứ có gì nhận tiền bên đây là có bên đây hết trơn à. Đây nè, tay không có giữ tiền. Em thực dân nhà nghèo không có giữ tiền. Rồi,
À, bây giờ em báo cáo với quý cái tiền mà tiểu bang Cali hỗ trợ cho quý vị đó, cái tiền hỗ trợ tiền xăng đó, tính cho tới bây giờ, tức là tính tới ngày 30 tháng 12 vừa qua, thì đã gửi ra tổng cộng gần 9 tỷ Mỹ Kim rồi. Ok, gần 9 tỷ rồi. Bây giờ á, là chỉ còn lại khoảng 1 tỷ Mỹ Kim nữa, còn sót lại mà thôi. Còn 1 tỷ nữa, thì 1 tỷ đó là gửi cho, từ bắt đầu từ đầu tháng Giêng, gửi cho tới cuối tháng Giêng của năm nay, 2023. Hai đối tượng nhận được tiền đã thanh toán có nết, có nói với quý vị rồi, đối tượng thứ nhất, những ai direct deposit nhưng bây giờ đổi tài khoản ngân hàng, những ai nhận thẻ debit card trước kia nhưng bây giờ quý vị đổi địa chỉ, thì hai đối tượng này bắt đầu đang nhận được tiền từ bây giờ cho tới cuối tháng. Điều thứ nhất, direct deposit nếu mà ở bên sở thuế issue ra, tức là bắt đầu gửi ra, thì nó mất từ 2 cho tới 3 ngày sau nó mới vào trong tài khoản ngân hàng của quý vị, và quý vị mới thấy. Tức là thứ hai mà họ gửi tiền ra thì thứ mấy quý vị nhận được, hoặc là thứ tư hoặc là thứ năm quý vị mới nhận được tiền. Đâu hiểu làm tính từ cái ngày. Còn ai mà nhận thẻ debit card kể từ ngày issue, tức là cung cấp cái thẻ ra, mất lên tới tối đa 2 tuần lễ sau nó mới xuất hiện ở trong hộp thư gia đình của quý vị. Thành ra quý vị nghe như vậy để quý vị yên tâm, à sao tôi nghe nói issue rồi mà tôi chưa nhận được tiền, thì quý vị hiểu rồi. Đó là hai đối tượng. Rồi bây giờ cho Thanh Tùng nhắc với quý vị là những ai nha, những ai mà cần biết thông tin về việc vì sao tôi chưa có tiền, trên trang web của sở thuế tiểu bang Cali, cái trang đó đó cũng là cái trang đó luôn, có cho quý vị cái phần mà quý vị chat với nhân viên của sở thuế, có cái đường link để quý vị chat với nhân viên sở thuế có sẵn, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, chat với người ta tiền tôi đâu, thay vì gõ cửa hỏi tụi em thì gõ cửa thẳng, thì là tụi em chỉ chỗ quý vị nè, chat thẳng với sở thuế tiểu bang Cali giùm em nha. Tiền tôi đâu, đó là một cách. Cách thứ nhì là quý vị gọi cái số điện thoại customer support, tức là hỗ trợ khách hàng của sở thuế tiểu bang Cali là 1-800-542-9332. Ở số điện thoại này, như Thanh Tùng vừa nói, máy trả lời với quý vị, quý vị cung cấp số an sinh xã hội, cung cấp zip code bưu điện của quý vị, máy sẽ trả lời cho quý vị là họ có tìm ra tên quý vị trong danh sách hay không. Nếu có, bao giờ quý vị nhận, nếu không, quý vị nên làm gì, người ta sẽ có câu trả lời. Cũng số điện thoại 1-800 đó nha quý vị, cũng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Cách thứ ba, nếu quý vị bị mất thẻ debit card gửi về, quý vị cần activate, tức là kích hoạt thẻ, hoặc là quý vị bị mất, quý vị cần thay thẻ mới, thì quý vị liên lạc với số điện thoại 1-800-240-0223, 24/24. Còn một cách nữa cuối cùng, lên online, lên trang web online, tìm hiểu về cái thẻ của quý vị, tiền của quý vị, ở trang mctpayment.com. Nói túm lại, quý vị chỉ cần trang web của sở thuế tiểu bang Cali, quý vị sẽ có tất cả câu trả lời và hướng dẫn quý vị cách để làm gì. Làm sao để có trang web của sở thuế tiểu bang Cali? Đơn giản vô cùng. Cách thứ nhất là lên Google. Cách thứ nhất Google, bà Google thì bà không biết hết trơn, bao nhiêu chuyện lắm ở chỗ quý vị. Nếu quý vị không quen, lên Google, quý vị có thể tìm cái đường link ở bên dưới cái tiết mục Hot Tip cái Thanh Tùng post ở trên YouTube của tuần lễ này. Quý vị thấy cái post đó xong, quý vị để ý ở cái phần mà nail á, dạ, description á, ở đó sẽ có đường link cho quý vị. Thành ra nếu quý vị đang xem trên TV, quý vị chịu khó lên YouTube, gõ Hot Tips với Thanh Tùng, cái tuần mới nhất là tuần này. Ở cái phần description sẽ có đường link dành cho quý vị. Quý vị chỉ cần click vào hoặc là copy and paste vào trang của quý vị là quý vị có thể tự xem được nha quý vị. Cách thứ ba nữa, lẽ ra là không dám nhận, nhưng nãy Thanh Thảo này sao, thôi em nhận luôn hả? Thấy tội quá hả? Thôi quý vị cứ nhắn tin về cho Thanh Thảo, nhưng mà giúp Thanh Thảo đừng có lúc coi YouTube, cái quý vị nhắn Thảo 20 giờ sáng thì tự nhiên Thanh Thảo, thì quý vị cứ nhắn về, Thanh Thảo nhận được tin nhắn của quý vị thì Thanh Thảo sẽ trả lời. Thì trong suốt thời gian qua thì quý vị cũng có nhắn nhiều cái chương trình thì bên đài của Thảo đều có trả lời hết, thì quý vị cứ nhắn về, Thanh Thảo sẽ giúp quý vị vấn đề đó nha. Quý vị nhắn số điện thoại nào? Số điện thoại đang hiện trên màn hình là số điện thoại của Đài Net Việt TV. Dạ, nhắn tin đừng gọi quý vị. Tại vì gọi không có đọc được.
gọi không có cách nào mà trả lời điện thoại của vị mà đọc được cái đường link của một cái trang web ở trên. Quý vị gọi là không có giúp được. Nhắn tin text message thì tụi em sẽ dễ trả lại gửi cho quý vị đường link hơn ha quý vị ha. Nhớ nha. Nhắn tin không gọi, không gọi, nhắn tin. Nhớ nhiều chuyện nói hoài mà tôi cũng vậy hoài á. Rồi, sẵn cái còn hơn một phút cho tụi em thưa với quý vị là như vậy. Đại đa số những quý vị nào mà có xem chương trình á thì quý vị có đồng ý với tụi em không? Là quý vị biết hết trơn. Ai có xem TV, nhất là xem TV của Net Việt TV, đặc biệt là Hot News hoặc là Hot Tip cái Thanh Tùng, là quý vị đều biết đầy đủ thông tin. Thông tin như thế này nè, có xem TV là có biết. Nhưng có một số quý vị có thể có xem mà xem không có đều. Một xem cái rầm mới xem cái kế tiếp, rồi cho tới 30 mới coi cái nữa. Thành ra quý vị coi không đều đặn. Đó là lý do quý vị bị miss, tức là quý vị bị mất rất nhiều những thông tin quan trọng. Cho nên hot tip cho Thanh Tùng ngày hôm nay là gì? Để biết những thông tin dành cho quý vị, những quyền lợi dành cho quý vị, những phúc lợi mà quý vị cần phải biết, hãy xem Hot News và Hot Tip với Thanh Tùng thường xuyên quý vị. Xem thường xuyên thì quý vị sẽ được cập nhật tin tức mỗi ngày. Có cái gì mới là có ngay. Thí dụ thôi. Housing mà mở ra, tụi em cập nhật một cái là quý vị mà có xem mỗi ngày đó, quý vị có đường link quý vị vào ghi danh liền. Còn quý vị đợi mùng 1 mới xem, rầm mới coi cái kế tiếp, 30 mới mở ra xem, thì nó qua rồi. Khi mà nó qua rồi, quý vị mới gọi điện thoại, kể lại tôi nghe đi Thanh Tùng, kể lại nghe Thanh Thảo, làm sao kể lại được. Cách nào tụi em kể lại được hết, tụi em sẽ chắc chắn không bao giờ kể lại. Thành ra, quý vị chỉ một cách duy nhất để biết quyền lợi của mình là đón xem Hot Tips với Thanh Tùng thường xuyên, Hot News Thanh Tùng thường xuyên, mỗi ngày và mỗi tuần, nha quý vị. Rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em trở lại và sẽ báo cho quý vị biết cần phải làm gì khi quý vị bị Covid ở nhà thời điểm này, cần phải làm gì khi quý vị trở thành những người giàu có năm 2023. Nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến với phần cuối tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Một lần nữa, tiết mục này đến giữa lúc rầm tháng chạp tới rồi quý vị. Mà rầm tháng chạp là sao chị Ngân Hà? Là tết đến rồi đó quý vị. Đó, tiểu học gì thấy tới nơi rồi, nhanh thiệt là nhanh luôn. Ok quý vị ơi, bây giờ cho em chia sẻ với quý vị trước khi mà nói về Tết. Thì tại vì thường á, thời điểm mà năm hết Tết đến là thời điểm mùa đông, trời lạnh, cúm hoành hành, và đặc biệt năm nay Covid vẫn còn đang hoành hành. Cho tụi em thưa với quý vị là hiện bây giờ có hai cái mối lo. Cái mối lo thứ nhất cả thế giới đều thấy, đó là tình hình lây nhiễm Covid-19 nó khủng khiếp ở bên Trung Quốc. Chính vì ở bển nó lây nhiều quá, nó chết nhiều quá. Mày có gì không? Nó tương tự như câu chuyện mà mình đã từng thấy hồi cuối năm 2019, đầu năm 2020. Cả thế giới khoanh tay nhìn Trung Quốc Covid-19 và nghĩ rằng chỉ xảy ra ở đất nước đông dân nhất thế giới mà thôi. Nhưng mình không ngờ chỉ 2 tháng sau, nó trở thành đại dịch trên toàn cầu. Và bây giờ, dẫu rằng đã có vaccine, nhưng Covid-19 vẫn chưa hề chấm dứt. Nó vẫn dai dẳng, nhây nhưa trong cộng đồng của mình. Hiện bây giờ thì CDC họ đang theo dõi lại một biến thể mới nữa của Covid-19. Cái biến thể này vẫn là Omicron. Nó là đời cháu, đời chít của Omicron. Omicron xuất hiện đầu tiên vào hồi tháng Giêng của năm ngoái, 2022. Vì nhớ không? Bao nhiêu người ngã bệnh hàng loạt. Thì bây giờ vẫn là Omicron, nhưng đây là đời cháu, đời chít của loại biến thể BA2 của Omicron. BA2 đã là cháu, là con của Omicron rồi. Và bây giờ cái tuổi này đó, nó là con, là cháu của BA2. Tức là bây giờ gọi là XBB.1.5, biến thể mới nhất nữa. Loại biến thể này nó nổi loạn ở bên Singapore, bên Tân Java. Và nó được tìm thấy ở đâu quý vị? Ở bên New York với ở bên Connecticut hồi tháng 10 của năm ngoái. Bây giờ mỗi ngày cái biến thể này nó đang hoành hành, nó đang lây nhiều người hơn. Và dự báo nó sẽ là dòng biến thể gây bệnh cho cả nước Mỹ chỉ nội trong vài tuần lễ sắp tới mà thôi. Thì mùa này xin nhắc với quý vị, dính Covid rần rần trở lại. Chỉ có điều là người ta đi xét nghiệm ở nhà, không có ra ngoài đường.
Dạ, nhờ nhiều người trước kia đã từng bị dính Covid rồi. Yeah. Và nhiều người cũng đã từng có vaccine rồi. Yeah. Cho nên tình trạng nhập viện và tử vong nó không có y xèo, nó không có khủng khiếp như 2 năm về trước mà thôi. Tuy nhiên nói vậy, để nhắc quý vị là vẫn có người vô nhập vô bệnh viện, vẫn có người tử vong vì Covid-19 trên toàn nước Mỹ hiện nay chứ không phải là không. Nhưng nó không dữ dội hơn, thành ra bảo vệ sức khỏe của mình vẫn là điều cần phải làm. Vậy bây giờ, quý vị, Thanh Tùng có nhận được câu hỏi của nhiều quý vị rằng là thời bị buổi bây giờ khi mà tôi bị Covid-19, cách ly làm sao, cách ly mấy ngày, chừng nào thì tôi hết cách ly để tôi trở lại tôi đi làm. Thì thưa quý vị, đây là theo thông tin mới nhất của CDC. Quý vị lên trang web CDC quý vị thấy nè, cách ly ai mà bị nhiễm Covid-19 rồi sau khi quý vị xét nghiệm quý vị thấy hai vạch là chúc mừng là coi như là quý vị đó gia nhập vào đại gia đình đại gia đình của những người dính Covid. Bây giờ thì mình không có quá lo nữa, tùy đúng hoàn rồi. Cảnh thôi. Bây giờ như vậy, sau khi quý vị có kết quả nhiễm Covid-19 thì quý vị sẽ được khuyên đầu tiên là gì? Ở nhà ít nhất 5 ngày kể từ khi quý vị xét nghiệm Covid-19. Và khi ở trong nhà, quý vị cũng tránh tiếp xúc tối đa với những người còn lại trong nhà của mình. Nếu kẹt quá mà phải đụng mặt nhau thì nhớ đeo khẩu trang. Người trong nhà cũng đeo khẩu trang luôn nha. Rồi, ở nhà 5 ngày. Tại vì 5 ngày đầu tiên sau khi quý vị xét nghiệm dương tính là 5 ngày mà quý vị lây cho người ta nhiều nhất. Quý vị sẽ lây cho người ta khủng khiếp luôn. Nào, bây giờ sau 5 ngày mới là chuyện để nói. Sau 5 ngày quý vị đã nằm ở nhà rồi. Nếu quý vị không còn bị sốt nữa mà không cần phải dùng thuốc giảm sốt. Nổi trong vòng 24 tiếng hồ vừa qua quý vị không còn sốt nữa mà không cần dùng thuốc giảm sốt. Và quý vị không có triệu chứng nào hết của Covid sau 5 ngày nằm nhà, thì lúc đó CDC cho phép quý vị kết thúc thời gian cách ly và không cần cách ly nữa. Thì bây giờ chị Ngân Hà với Thanh Thảo với quý vị sẽ đặt câu hỏi nè. Ồ, nếu nói như vậy mà sau 5 ngày tôi không còn sốt, tôi không còn triệu chứng, nhưng khi tôi xét nghiệm lại tôi vẫn còn dương tính thì sao? À, đây là thêm một câu nữa. CDC không care. CDC không care quý vị có xét nghiệm dương tính sau 5 ngày mà quý vị không còn sốt, quý vị không có triệu chứng. CC nói rằng là sau 5 ngày không có triệu chứng, không còn sốt, kết thúc cách ly, đi làm trở lại, không cần phải xét nghiệm trở lại. Nên trong trường hợp quý vị có bị dương tính, vẫn còn dương tính không thành vấn đề. Không thành vấn đề là quý vị vẫn có thể kết thúc cách ly nếu không có triệu chứng. Nhớ quý vị. Tuy nhiên có một số chỗ làm, người ta bắt buộc phải có kết quả âm tính tôi mới cho quý vị đi làm trở lại. Thì tùy chỗ làm. Nhưng mà đại đa số bây giờ chỗ nào cũng thiếu người trơn. Đúng rồi. Miễn mà kết thúc 5 ngày mà không có triệu chứng nữa là đi làm, đi làm lại giùm em đi anh hai. Đa số là như vậy. Nhưng mà tùy nhau quý vị, tùy chỗ. Chứ một số quý vị vẫn muốn rằng là tôi biết sau 5 ngày tôi không có triệu chứng tôi vẫn ra lại đi làm. Nếu có nhiều người hỏi muốn sao, tôi chờ tới khi có kết quả âm tính tôi mới yên tâm, tôi mới đi làm, thì đó chuyện tốt. Ok, đó là xét nghiệm. Bây giờ nếu trong trường hợp sau 5 ngày cách ly mà quý vị vẫn còn triệu chứng, vẫn còn nhiều triệu chứng khác nhau lắm, vẫn còn đau nhức bắp thịt, vẫn còn uể oải trong người, vẫn còn sốt, đặc biệt vẫn còn sốt, vẫn còn bị chills, tức là vẫn còn bị ớn lạnh, thì CDC nói rằng nếu trong trường hợp sau 5 ngày mà quý vị vẫn còn triệu chứng như vậy thì quý vị tiếp tục cách ly cho tới 10 ngày. Cách ly cho tới 10 ngày, sau 10 ngày đó, rồi quý vị lắng nghe mùa xuân về, lắng nghe cơ thể của mình có còn trục trặc gì không, sau đó rồi quý vị mới retest, xét nghiệm trở lại trước khi quý vị kết thúc cái thời gian cách ly. Đó là liên quan tới cái vụ cách ly. Rồi còn nếu như trong trường hợp quý vị có tiếp xúc với người bị bệnh, tức là người ta bị bệnh người ta là F0, mình tiếp xúc mình là F1, thì kể từ lâu rồi, nhiều tháng trước rồi, người F1 không cần phải cách ly ở nhà. Quý vị có tiếp xúc, quý vị không cần cách ly ở nhà, quý vị vẫn đi làm như bình thường nha quý vị. Đừng có gọi điện thoại vô trong hãng. Sếp, em là F1. Mà em nghỉ nhà 3 ngày nha sếp. Không có dám, không có chuột nào nói gì, không có sếp nào cho hết á. Có tiếp xúc, vẫn đi làm bình thường nha, thím hai nha. Chỉ có điều là nếu quý vị có tiếp xúc, quý vị là F1, quý vị tới nơi làm gì, quý vị phải đeo khẩu trang. Phải đeo khẩu trang là điều thứ nhất, đeo khẩu trang trong bao lâu? Quý vị vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang trong vòng từ 5 cho tới 7 ngày kế tiếp. Trong thời gian đó quý vị cũng lắng nghe mùa xuân về, tức là lắng nghe quý vị có bị triệu chứng gì không.
chờ xét nghiệm liên tục để xem quý vị có bị dính hay không, nhưng không cần cách ly. Okay. Đó là điều mà quý vị mình cần nhắc nhở nhau ha. Rồi bây giờ mình qua mình coi năm 2023. Hồi tuần trước thì mình đã nói là những cái con giáp mà sẽ may mắn trong năm mới. Bây giờ dẫn số an bài, 3 tuổi này thời hoàng kim đã tới. 2023 trúng số đổi đời, cuối năm mua nhà tậu xe sang. Nghe quý vị, ba cái tuổi nào đây, ba tuổi nào để quý vị nghe kiểm em đầu tiên. Chúc mừng những người tuổi mùi, tuổi sư phụ. Ok, chúc mừng những người tuổi mùi nha. Những người tuổi mùi trong thời gian tới được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Ủa, tuổi mùi mà lẽ ra là cái đường tình ái chứ ha. Mà đặc biệt tuổi mùi 2023 là rất may mắn trong con đường tiền bạc. Từ 2023 trở đi, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh và đầu tư. Đó là cho tuổi mùi nha quý vị. Còn bây giờ những người nào làm công ăn lương thì sao? Thì gặp được cơ hội để phát triển tốt cho công việc của mình. Người kế tiếp, tuổi kế tiếp mà làm ăn phát đạt, trúng số đổi đời 2023, cuối năm mua nhà, mua xe, đó là tuổi Sửu, tuổi con trâu. Vừa nghe cái tuổi Sửu, mà cái tuổi này quý vị, cái tuổi Sửu này là cái tuổi mà lẽ ra giàu từ lâu, mà ta cực như trâu mà rất là cực, rất là cực, nhưng riêng cái tuổi Sửu là có cơ hội trúng số. Đó quý vị không? Mua số điện thoại. Trúng số, mà trúng số không phải trúng số để mua một hai cây cà rem ăn, mà trúng số đủ để mua nhà, mua xe. Quý vị là tuổi Sửu đây ha. Tuổi Sửu là những người rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đó nên được mọi người yêu mến. Người tuổi Sửu không thành tỷ phú thì cũng thành đại gia của chính mình. Nhờ vận son tiền bạc, quý vị liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Trời ơi, nghe không phải mua một căn mà là liên tục mua nhà. Trời ơi, Thanh Thảo, đại gia tương lai của tụi em nè quý vị. Đó, đại gia tương lai tuổi Sửu nha quý vị, chúc mừng tuổi Sửu. Rồi, đây là tuổi của những người đang hồi hộp lo sợ vì năm tuổi của mình sợ xui, nhưng không, chúc mừng tuổi Mão. Tuổi Mão 2023 ăn nên làm ra, trúng số mua nhà. À quý vị, đây, những người mà kinh doanh á thì sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Người nào đang làm công ăn lương thì được cấp trên đánh giá cao, được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì vậy mà viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Như vậy thưa quý vị, ba cái tuổi được xem là may mắn trúng số mua nhà, mua xe năm 2023, nhắc lại đó là tuổi gì quý vị? Tuổi Mùi, tuổi Sửu và tuổi Mão. Chúc mừng. Rồi, bây giờ đến đây hết giờ. Đó, em còn nhiều điều lắm, còn nhiều cái tử vi lắm. Hẹn gặp tuần tới nha quý vị, chị Ngân Hà. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Rồi, chúc quý vị, ba chị em, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.